Thưa quý vị, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi là câu chuyện về nguy cơ trộm cướp nghiêm trọng gia tăng vào dịp cuối năm. Thời gian qua thì nạn cướp giật trộm cắp diễn ra một cách ngang nhiên táo tợn, khiến người dân cảm thấy hết sức hoang mang, bất an mỗi khi ra khỏi nhà. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức làm nóng cả nghị trường Quốc hội lẫn Hội đồng Nhân dân nhiều địa phương từ Bắc chí Nam, và trong đó nổi cộng nhất là tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và Hải Phòng. Và một điều rất đáng lo ngại là các cơ quan chức năng đưa ra dự báo là tình trạng trộm cướp sẽ không thuyên giảm mà thậm chí là sẽ còn có xu hướng gia tăng trong những ngày cận kề Tết như thế này. Vì sao các đối tượng tội phạm này ngày càng manh động và liều lĩnh đến như vậy? Liệu lực lượng công an có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian sắp tới hay không? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ góp phần làm sáng tỏ điều này. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 1.300 trường hợp nhập viện do bị đâm chém để cướp tài sản. Đặc biệt trong vài tháng trở lại đây, các nạn nhân không chỉ tăng về số lượng mà mức độ tổn thương cũng nặng hơn trước. Thì phải nói là nó nhiều hơn gấp bội chứ không phải là nhiều hơn nhiều. Có đêm mà có đến cả 6-7 ca. Nếu mà có một ca mà bị chém như thế, là cái thời gian phải mổ ở trong một cái phòng mổ là 3-4 tiếng đồng hồ, hay là có những ca trầm trọng như các ca gần đây ấy, thì phải nói rằng là phải 8-9 tiếng để nối được cái bàn tay, hay là 8-9 tiếng để nối được cái tay. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây những kẻ cướp giật thường chỉ uy hiếp người dân rồi cướp của, thì nay chúng dùng vũ khí tấn công thẳng vào nạn nhân, chém và giết rồi cướp của. Nạn nhân vì bị bất ngờ không kịp né hay đỡ nên vết thương cũng nghiêm trọng hơn. Những vụ chém đứt tay, chân, thậm chí giết người để cướp điện thoại, xe máy gần đây cho thấy tội phạm cướp, cướp giật ngày càng manh động, liều lĩnh. Qua nghiên cứu, điều tra thì các đối tượng này hầu như là trẻ, bỏ học, không nghề nghiệp ổn định, sử dụng chất ma túy tổng hợp và thậm chí là bị nhiễm HIV vào giai đoạn cuối, cho nên đối tượng này là rất liều lĩnh. Một trong những nguyên nhân mới khiến trộm cắp gia tăng với tính chất hung hãn hơn trước được cho là do ảnh hưởng từ khó khăn kinh tế, khiến gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp lang thang tại các thành phố. Đây là những đối tượng dễ bị lôi kéo nhất vào con đường phạm tội. Trong tình hình kinh tế đất nước khó khăn như này, rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng ta phải đóng cửa. Thế thì cái lượng lao động hiện nay là thất nghiệp hoặc là ra đường làm những việc khác là rất lớn. Thì đây cũng là một nguyên nhân tất yếu để cho tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật có chiều hướng gia tăng và phát triển. Chúng tôi cũng nhận định như vậy trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian vào những kỳ nghỉ lễ Tết cuối năm là các đối tượng phải cần tiền. Trước mắt, để ngăn chặn nạn cướp, cướp giật bùng phát trong tháng cùng mật sắp tới, lực lượng công an của địa phương, nhất là tại hai thành phố lớn, đều đã triển khai thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra thường xuyên tại các địa bàn nóng. Lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp với lại lực lượng hình sự quận huyện tuần tra chốt chặn các tuyến đường trọng điểm thường chỉ gây ra án cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Phối hợp BC67 tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn nhằm phát hiện hung khí mang theo trong người để chuẩn bị đi gây án. Trong ban đêm thì lực lượng công an thành phố Hà Nội vẫn tổ chức tuần tra mật phục, kể cả lực lượng công khai như cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và lực lượng hóa trang của phòng hình sự và các quận huyện. Thì ở đây phải nói rằng là chúng tôi tăng cường hết mức thời gian và trinh sát. Ngoài việc quản lý các đối tượng tù tha về cướp giật rồi, thì phải đưa các đối tượng vào cầm ngắn, nắm chắc di biến động và tổ chức triệt phá ngay khi các đối tượng này nhen nhóm. Dù đều mạnh tay ra quân, song trên thực tế thì hiệu quả đạt được giữa các địa phương vẫn là rất khác nhau. Trong khi người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi phải ra đường, thì tại Hà Nội, số vụ cướp giật đã giảm liên tục trong 3 năm nay, đặc biệt là rất ít vụ tội phạm chém người để cướp tài sản. Điểm khác biệt của Hà Nội được cho là đã có cơ chế phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát rõ ràng, chặt chẽ, linh hoạt hơn so với các địa phương khác, đặc biệt là mô hình 141 với hiệu quả đã được chứng minh. Hiện nay có khó khăn nữa đối với tội phạm như này. Một là tội phạm người tỉnh ngoài vào đây hoạt động là rất dữ dội. Đây là cái việc là gì? Là đòi hỏi lực lượng công an thủ đô, đặc biệt lực lượng hình sự là phải đầu tư rất nhiều thời gian và các biện pháp để làm sao phát hiện, quản lý sớm cái số đối tượng tỉnh ngoài vào đây thuê nhà ăn ở, cư trú làm việc trên địa bàn Hà Nội mà tham gia cái tội phạm cướp giật.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2012, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng 2,7% so với năm trước. Điều đáng lo ngại hơn là thành phần tội phạm có sự thay đổi khi tỷ lệ phạm tội là người trong độ tuổi lao động chiếm đến trên 70%. Nạn nhân giờ không chỉ là những chủ tiệm vàng lớn, nhà giàu có mà cả người đi đường bình thường. Vì thế, trước mắt người dân chẳng còn cách nào khác là nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tự bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Ông cha ta có câu bần cùng sinh đạo tặc, thanh niên thất nghiệp tràn lan, đua đòi ăn chơi nhưng lại không có tiền để tiêu xài, tất yếu sẽ tìm đến con đường trộm cướp phạm tội. Và muốn giải quyết đến tận cùng cái nạn đạo tặc này thì suy cho cùng chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề bần cùng, nghĩa là chúng ta cần phải tạo công ăn việc làm ổn định cho đại bộ phận người lao động. Tuy nhiên, đối với những vấn đề vĩ mô mà để làm được thì chắc chắn sẽ phải còn mất rất là nhiều thời gian nữa. Do đó trước mắt chỉ có cách là phải mạnh tay truy quét, ngăn chặn, kiên quyết xử phạt nặng hơn nữa. Còn nếu truy quét mà hời hợt, xử phạt thiếu răn đe thì chỉ làm cho hành vi đạo tặc thêm tinh vi táo tợn hơn mà thôi. Vừa rồi đó là câu chuyện buổi sáng của anh Dũng, Tam Điệp và Hà Dũng.